Xin chào, câu chuyện xảy ra ở Ontario, nằm ở miền trung Canada. Ontario là tỉnh đông dân nhất Canada. Ontario sở hữu nhiều nguồn tài nguyên nước phong phú như sông St. Lawrence và 4 hồ trong ngũ đại hồ, hồ Superior, hồ Huron, hồ Erie và hồ Ontario. Địa điểm nổi tiếng nhất là thác Niagara. Ở phía nam Ontario là khu vực đại Toronto, trung tâm tài chính lớn thứ hai ở Bắc Mỹ. Ở phía tây Ontario có một nơi được gọi là Caledon, với những cánh rừng rậm rạp, không khí trong lành và tài nguyên thiên nhiên phong phú. Cách trung tâm thành phố Toronto chỉ 1 giờ lái xe, nhiều người thường đến Caledon vào các kỳ nghỉ. Và câu chuyện của chúng ta ngày hôm nay diễn ra tại đây. Ngày 13 tháng 4 năm 1992, hôm đó là một ngày thứ hai, là ngày gia đình Susan tổ chức bữa tiệc siro cây phong thường niên. Hàng năm, cứ vào ngày này, Susan đều mời bạn bè và người thân đến trang trại của bà ở Caledon để tham gia bữa tiệc và thưởng thức siro cây phong thơm ngon tự làm. Trang trại ở Caledon là tài sản thừa kế mà cha của Susan để lại. Tài sản của ông trải dài từ trung tâm thành phố Toronto đến Caledon. Susan và em trai Ian cùng nhau thừa kế, mỗi người sở hữu một ngôi nhà ở Toronto và một trang trại ở Caledon. Susan và Ian lớn lên cùng nhau rất thân thiết. Sau này, mỗi người đều lập gia đình riêng. Susan sống với chồng là Oville và có một cậu con trai có tên là Jamie. Jamie đã trưởng thành và sống tự lập ở Toronto, nhưng vẫn giữ liên lạc chặt chẽ với cha mẹ và gia đình cậu Ian. Ian sống với vợ là Nancy và họ không có con, nhưng nuôi một chú mèo nhỏ. Ngày thường, Susan và Ian đều sống ở trung tâm thành phố Toronto. Vào các kỳ nghỉ, họ thường về trang trại ở Caledon. Dù ở Toronto hay Caledon, thì nhà của Susan và Ian cũng không cách xa nhau. Hai chị em thường xuyên ghé thăm nhau và đều có chìa khóa nhà của nhau. Ngày hôm đó là ngày tổ chức tiệc siro cây phong tại trang trại Caledon. Susan dậy sớm để chuẩn bị. Thời gian trôi qua, trời dần tối, đã có tới 40 đến 50 vị khách được Susan mời cũng lần lượt đến trang trại. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là Ian, em trai của Susan và vợ của ông là Nancy vẫn chưa xuất hiện. Thực tế, Susan đã không gặp Ian được vài ngày và cũng không liên lạc được với ông. Vài ngày trước, Susan và chồng là Oville đã phát hiện ra xe của Ian đậu bên cạnh căn nhà gỗ trong trang trại của ông. Họ nghĩ rằng Ian đã từ Toronto đến trang trại. Nhưng 2-3 ngày trôi qua, Susan và chồng vẫn không thấy Ian đâu. Vì vậy, họ đã lấy chìa khóa đến trang trại của Ian và mở cửa căn nhà gỗ. Trên giường, trong phòng ngủ ở tầng 1, có hai chiếc túi được đặt gọn gàng. Bên trong chứa quần áo của Ian và Nancy. Có vẻ như họ đã chuẩn bị quần áo để đến tham dự bữa tiệc. Ian không có trong căn nhà gỗ, nhưng mọi thứ trong nhà vẫn bình thường. Susan và chồng nghĩ rằng Ian và vợ có thể đã đi đâu đó. Điều khiến Susan không ngờ tới là đến tận ngày diễn ra bữa tiệc, Ian và vợ vẫn không xuất hiện. Bình thường, Ian là người rất giữ lời hứa. Nếu có việc bận không đến được, chắc chắn ông sẽ báo trước. Điều này khiến cho Susan cảm thấy lo lắng. Bà nhấc điện thoại gọi cho Ian nhưng không thể liên lạc được. Sau đó, Susan đã liên hệ với bạn bè của Ian nhưng không ai biết ông đã đi đâu. Vợ của Ian là Nancy mắc bệnh lupus ban đỏ, một căn bệnh mãn tính tái phát theo từng đợt. Khi bệnh tái phát, trên mặt của bà sẽ xuất hiện những nốt ban đỏ hình cánh bướm. Căn bệnh này không thể chữa khỏi hoàn toàn. Vào mùa đông, người bệnh cần giữ ấm cơ thể và tránh để da tiếp xúc với không khí lạnh. Vì vậy, vào mùa đông hoặc khi thời tiết lạnh, Nancy thường không đến trang trại ở Caledon. Mặc dù đã sang tháng 4, mùa xuân đã về, nhưng nhiệt độ ở Caledon vẫn chưa cao. Thông thường, Nancy sẽ không đến trang trại vào thời điểm này, nhưng mỗi khi đến bữa tiệc siro cây phong hàng năm, dù thời tiết có lạnh đến đâu, Nancy cũng nhất định sẽ tham dự. Lần này rõ ràng là một ngoại lệ. Susan thực sự không thể nghĩ ra lý do gì khiến hai người họ lại đột ngột vắng mặt trong bữa tiệc siro cây phong mà không báo trước. Nghĩ rằng có lẽ họ vẫn còn ở Toronto, Susan đã gọi điện cho con trai Jamie, người đang sống ở đó, và yêu cầu anh mang chìa khóa đến nhà Ian để kiểm tra xem họ có ở nhà hay không. Jamie làm theo lời mẹ, mang chìa khóa đến nhà của Ian ở Toronto. Khi đến nơi, Jamie thấy cửa chính bị khóa, đèn trong nhà cũng tắt. Chiếc Chevrolet của mợ Nancy vẫn đậu ở đó, trông có vẻ không có gì bất thường. Tuy nhiên, Jamie nhanh chóng nhận ra hộp thư bên ngoài nhà đã chất đầy thư và báo, có vẻ như đã nhiều ngày không ai lấy. Bước vào trong nhà, Jamie thấy túi sách của mợ Nancy đang mở nắp trên giường trong phòng ngủ.
Sau khi kiểm tra khắp phòng, Jamie gọi điện thông báo tình hình cho bố mẹ. Nghe xong, Susan và Orville cảm thấy có điều gì đó không ổn, bởi vì Nancy là người rất cẩn thận. Bà ấy không bao giờ để túi sách của mình ở nơi dễ thấy, đặc biệt là trong tình trạng mở nắp như vậy. Ian và vợ nuôi một con mèo nhỏ, mỗi khi đi xa, họ chắc chắn sẽ mang nó theo. Vì vậy, Susan và Orville đã yêu cầu Jamie quay lại nhà Ian một lần nữa để xem con mèo có còn ở đó hay không. Nếu có, điều đó có nghĩa là Ian và vợ đã không đi đâu xa. Jamie một lần nữa bước vào nhà của Ian. Anh cẩn thận kiểm tra từng phòng. Cuối cùng, anh tìm thấy con mèo nhỏ ở dưới tầng hầm, nhưng trông nó có vẻ như đã không được chăm sóc trong một khoảng thời gian. Bát đựng thức ăn trống rỗng, không có thức ăn và nước. Con mèo kêu meo meo không ngừng khi nhìn thấy Jamie. Rõ ràng là nó đã bị bỏ đói nhiều ngày. Lúc này, trong lòng của Jamie dâng lên một dự cảm không lành. Sau khi cho mèo ăn, Jamie tiếp tục tìm kiếm trong nhà. Kết quả là anh tìm thấy chìa khóa dự phòng xe của mợ Nancy. Jamie quyết định đi kiểm tra chiếc xe của mợ, xem có thể tìm thấy manh mối gì hay không. Jamie đi đến chiếc Chevrolet của mợ Nancy, mở cửa và bước vào trong xe để kiểm tra. Một nắm khăn giấy trên ghế lái đã thu hút sự chú ý của anh. Trên những tờ khăn giấy này có một số vết màu đỏ. Ngoài ra, trong xe còn thoang thoảng một mùi hôi khó chịu. Dự cảm chẳng lành trong lòng Jamie ngày càng lớn. Anh đi đến đuôi xe, mở cốp xe. Cảnh tượng trước mắt khiến Jamie không thể nào quên được trong suốt cuộc đời. Cậu Ian và mợ Nancy đang nằm trong cốp xe, không còn dấu hiệu của sự sống, cơ thể đã lạnh ngắt. Jamie nhận ra có chuyện chẳng lành, lập tức gọi điện báo cảnh sát. Sau đó, anh gọi điện thông báo tin dữ cho bố mẹ đang ở Caledon. Nhận được tin báo, cảnh sát Toronto đã huy động lực lượng đến hiện trường. Sau khi phong tỏa hiện trường, công tác khám nghiệm được tiến hành. Trong cốp xe là thi thể của chủ nhà, Ian và vợ của ông. Ian nằm ở phía ngoài, Nancy nằm ở phía trong. Khác với Nancy không mặc quần áo, thì Ian ăn mặc rất chỉnh tề. Khám nghiệm tử thi cho thấy, trên cơ thể của Nancy có rất nhiều vết bầm tím và chảy xước. Các dấu hiệu cho thấy bà đã bị trói ở cổ tay, cổ chân và cổ. Phần vai có vết bầm tím rất sâu. Suy đoán ban đầu, trước khi chết, tay chân của nạn nhân đã bị trói, miệng bị bịt kín. Trên cổ Ian có vết hằn do bị xiết cổ. Cổ tay phải, đùi và đầu gối có vết hằn do bị trói. Má phải có vết bầm tím. Cả hai đều tử vong do ngạt thở. Thời gian tử vong được xác định là hơn 5 ngày. Trong xe không có quần áo của Nancy. Ian mặc quần áo đầy đủ. Ví của Ian được tìm thấy trong túi quần của ông. Bên trong có chứng minh thư và thẻ tín dụng, nhưng không có tiền mặt. Căn nhà rất gọn gàng, không có dấu hiệu cậy cửa đột nhập hay dấu hiệu của một cuộc vật lộn. Trên giường trong phòng ngủ có một chiếc túi sách đã được mở lắp. Thẻ tín dụng bên trong túi sách vẫn còn nguyên. Cảnh sát phỏng đoán có thể một ít tiền mặt đã bị lấy đi, nhưng số lượng không nhiều. Ngoài ra, cảnh sát không tìm thấy bất kỳ đồ gì bất thường khác tại hiện trường. Họ quyết định bắt đầu điều tra từ hành tung và các mối quan hệ của nạn nhân trước khi chết. Ian, 50 năm tuổi, làm việc trong lĩnh vực bất động sản, công việc bận rộn và áp lực cao. 6 ngày trước khi vụ án xảy ra, vào ngày 7 tháng 4, Ian quyết định lái xe đến căn nhà gỗ ở trang trại Caledon để thư giãn một ngày. Ông đã bảo với đồng nghiệp về kế hoạch của mình, nhưng sau ngày hôm đó, không ai nhìn thấy Ian nữa. Mặc dù không ai nhìn thấy Ian tại trang trại, nhưng Susan Orville, người dân địa phương ở Caledon và cảnh sát tuần tra đều nhìn thấy chiếc Cadillac của Ian đậu bên ngoài căn nhà gỗ. Mọi người đều tin rằng Ian đã từng đến căn nhà gỗ. Vợ của Ian là Nancy, 49 tuổi, là một y tá. Bà thường làm việc tại các trường học ở Toronto và cũng thường xuyên làm tình nguyện viên tại các nơi cư trú cho người vô gia cư. Nancy biết kế hoạch của chồng mình là đến căn nhà gỗ để nghỉ ngơi một ngày. Tuy nhiên, Ian nói rằng ông ấy sẽ trở về nhà ở Toronto vào buổi tối. Tối ngày hôm đó, Nancy tan sở và trở về nhà, nhưng Ian vẫn chưa về nhà. Sau đó, Nancy đã đề cập đến điều này trong cuộc trò chuyện với bạn bè và bày tỏ sự lo lắng của mình. Tối ngày hôm đó, lúc 7 giờ 36 phút tối, có một cuộc gọi từ căn nhà gỗ ở trang trại Caledon đến nhà của Nancy ở Toronto. Cuộc gọi kéo dài 3 phút. Sau ngày hôm đó, cả Nancy và Ian đều không đi làm. Đồng nghiệp và bạn bè của họ không biết họ đã đi đâu và cũng không thể liên lạc được với họ. Điều tra đến đây, cảnh sát xác nhận lần cuối mọi người nhìn thấy Ian và Nancy là vào ngày 7 tháng 4, cách đó 6 ngày. Cảnh sát đã đến căn nhà gỗ của Ian ở trang trại Caledon để khám xét. Căn nhà gỗ có một cánh cửa gỗ đơn giản, được khóa bằng ổ khóa móc. Cửa chính,
không có dấu hiệu bị cày phá. Tuy nhiên, cửa sổ phòng ngủ của căn nhà gỗ có dấu hiệu bị cậy bằng dụng cụ. Nghi phạm có thể đã đột nhập vào nhà từ cửa sổ. Bên trong căn nhà gỗ rất gọn gàng, có một vài lon bia rỗng trong bếp, không có dấu hiệu của một cuộc vật lộn. Cảnh sát tìm thấy một số vết máu trên cầu thang dẫn lên tầng 2. Các mẫu máu được gửi đến Trung tâm Khoa học Pháp y Toronto để xét nghiệm. Kết quả cho thấy máu thuộc về Nancy. Điều này có nghĩa là Nancy rất có thể đã bị sát hại ngay tại căn nhà gỗ. Tuy nhiên, cảnh sát không thể tìm thấy thêm manh mối nào khác trong căn nhà. Gần trang trại, các nhà điều tra phát hiện ra một kho thóc hình bát giác. Kho thóc trên được xây dựng vào năm 1894 với kiến trúc rất độc đáo. Vào cuối thế kỷ 19, loại kho thóc hình bát giác trên rất phổ biến ở Ontario. Nhưng kho thóc hình bát giác gần trang trại của Ian là kho thóc duy nhất còn sót lại ở Canadian và vẫn giữ được phong cách độc đáo của thị trấn. Các tấm ván được sử dụng đều là ván đứng và có thêm phần mái che bên hông. Kho thóc hình bát giác trước đây chủ yếu được sử dụng để chứa ngũ cốc và được nhân rộng do tính thiết thực của nó trong nông nghiệp. Nó cũng có nền tảng tôn giáo nhất định. Người ta tin rằng kho thóc hình bát giác không có góc tối và sâu nên ma quỷ không thể ẩn náu. Ngày nay, kho thóc hình bát giác không còn được sử dụng để lưu trữ ngũ cốc nữa. Nhưng kho thóc thực sự có không gian rất rộng, là nơi lý tưởng để cất giấu đồ đạc. Vì vậy, cảnh sát cũng đã tiến hành khám xét kỹ lưỡng kho thóc hình bát giác, nhưng không tìm thấy bất kỳ điều gì bất thường. Vậy, tại sao cặp vợ chồng này lại cùng chết một cách bí ẩn như vậy? Có giả thuyết cho rằng Nancy đã ngoại tình. Nhân tình của bà, sau khi biết tin Ian sẽ đến căn nhà gỗ ở trang trại, đã cạy cửa sổ đột nhập vào nhà với ý định sát hại Ian, nhưng không ngờ lại chạm trán Nancy, người đang đến tìm chồng, và trong lúc hoảng loạn đã ra tay sát hại bà. Tuy nhiên, sau khi điều tra, cảnh sát đã phát hiện Ian và Nancy đã kết hôn được gần 25 năm, tình cảm rất tốt. Mọi người đều coi họ là một cặp vợ chồng chung thủy yêu thương nhau. Kiểm tra nhật ký cuộc gọi của Nancy, cảnh sát cũng không tìm thấy bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy bà có quan hệ ngoài luồng. Tại hiện trường, hung thủ gần như không để lại manh mối. Vụ án đi vào bế tắc sau một tuần điều tra mà không có tiến triển. Cảnh sát không tìm thấy nghi phạm nào có động cơ rõ ràng. Họ quyết định mời chuyên gia phân tích tâm lý tội phạm để hỗ trợ điều tra. Chuyên gia phân tích tâm lý tội phạm là những người được đào tạo bài bản. Họ có thể phác họa chân dung tội phạm thông qua việc phân tích hiện trường vụ án, nạn nhân và cách thức gây án, bao gồm giới tính, độ tuổi, nghề nghiệp, tính cách, sở thích v.v. Từ đó, hỗ trợ cảnh sát thu hẹp phạm vi điều tra, sớm phá án. Phân tích tâm lý tội phạm xuất hiện vào những năm 1970, nhưng vào thời điểm đó vẫn chưa được áp dụng phổ biến trong thực tế điều tra tội phạm. Một số người cho rằng những chuyên gia này chỉ là những kẻ ba hoa khoác lác và kết quả phân tích của họ cũng không được coi là bằng chứng trước tòa. Tuy nhiên, cảnh sát địa phương vẫn quyết định mời chuyên gia phân tích tâm lý tội phạm Kate Lai tham gia điều tra vụ án này. Bà từng được đào tạo tại Học viện FBI. Đây cũng là một trong những vụ án đầu tiên mà Kate trực tiếp tham gia với tư cách là một chuyên gia phân tích tâm lý tội phạm. Kate đến căn nhà gỗ ở trang trại Canadian. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, bà không tìm thấy bất kỳ điều gì bất thường. Bên trong căn nhà rất gọn gàng, không có dấu hiệu của một cuộc ẩu đả. Kate cho rằng hung thủ đã khống chế Ian trong một khoảng thời gian ngắn. Tiếp theo, Kate kiểm tra chiếc Chevrolet của Nancy. Thi thể của Nancy và chồng của bà Ian được tìm thấy trong cốp xe này. Kate nhận thấy ghế lái được điều chỉnh ở vị trí khá xa so với vô lăng. Điều này cho thấy người lái xe lần cuối cùng của Nancy là một người có chiều cao khá lớn. Tuy nhiên, Nancy lại là một người có vóc dáng nhỏ nhắn. Vì vậy, có người đã lái xe của bà ấy và điều chỉnh lại vị trí ghế lái. Sau đó, Kate phân tích trạng thái của hai nạn nhân và cách thức gây án của nghi phạm. Cả Nancy và Ian đều có vết hằn do bị trói, nhưng vị trí vết hằn trên cơ thể của hai người không giống nhau. Tay chân của Nancy bị trói, trong khi vết hằn trên người của Ian chủ yếu ở cổ tay phải và đùi. Kate cho rằng vết hằn trên người Nancy sâu hơn, chứng tỏ hung thủ đã dùng lực rất mạnh để trói bà khi bà còn sống. Xét đến thể trạng và thương tích của Nancy, cách thức mà hung thủ đối xử với Nancy khác với cách đối xử với Ian. Hắn ta tàn bạo và tàn nhẫn hơn với Nancy. Dựa vào thương tích của hai nạn nhân, có thể thấy Nancy đã phải chịu đựng nhiều đau đớn hơn khi còn sống. Rõ ràng, hung thủ đã thể hiện sự căm phẫn đối với Nancy. Kết cho rằng Nancy là mục tiêu chính của hung thủ. Hung thủ là nam giới và động cơ gây án có thể liên quan đến tình dục. Ngoài ra, Kết còn đưa ra một số phác họa khác về hung thủ. Những kẻ phạm tội bạo lực giữa các cá nhân thường ở cùng độ tuổi với nạn nhân. Tuy nhiên, trong trường hợp này, hung thủ có thể tự mình khống chế hai nạn nhân và tự mình di chuyển thi thể vào cốp xe.
kết cho rằng hung thủ là một nam thanh niên khỏe mạnh, khoảng từ 35 đến 45 tuổi. Ian có mối quan hệ tốt với mọi người và không có kẻ thù. Kết tin rằng hung thủ không phải là người quen biết mà là một người xa lạ, do hung thủ gần như không để lại bất kỳ dấu vết nào tại hiện trường và căn nhà rất gọn gàng. Có thể thấy đây là một vụ án có kế hoạch từ trước. Hung thủ có thể đã ở gần Caledon một thời gian, có thể dễ dàng tìm thấy căn nhà gỗ vắng vẻ và biết được tình hình của gia đình nạn nhân. Kết suy đoán rằng hung thủ không có công việc ổn định, không có người thân thiết bên cạnh, vì vậy có nguy cơ tái phạm. Ngoài ra, dựa trên nghiên cứu với các vụ án tương tự trước đây, kết cho rằng hung thủ là một người không hòa nhập, lập dị, ít nói và sống nội tâm. Tuy nhiên, khi cần thiết, hắn ta vẫn có thể giao tiếp một cách bình thường. Ngoại hình của hung thủ không chăm chút, ăn mặc luộm thuộm và không chú trọng vệ sinh cá nhân, có thể có tiền án tiền sự về một số tội nhẹ. Kết phỏng đoán rằng vào ngày xảy ra vụ án, Ian lái xe đến căn nhà gỗ ở Caledon nhưng không ngờ lại chạm trán với một người đàn ông đột nhập trái phép. Người đàn ông này đã dùng vũ khí để khống chế Ian. Dưới sự ép buộc, Ian đã gọi điện thoại cho vợ ở Toronto từ căn nhà gỗ, nói rằng ông đã đổi ý và sẽ không quay trở lại Toronto vào tối ngày hôm đó, mà sẽ ở lại căn nhà gỗ qua đêm. Sau đó, hắn bắt Ian bịa ra một lý do để Nancy lái xe đến căn nhà gỗ để hai người có thể ở với nhau. Sau khi nhận được điện thoại, Nancy đã lái xe Chevrolet của mình đến trang trại ở Caledon, nhưng không ngờ rằng ngay khi vừa đến trang trại, bà đã bị người đàn ông kia khống chế. Sau đó, người đàn ông đã xâm phạm và sát hại Nancy trong căn nhà gỗ rồi giấu xác bà vào cốp xe. Không rõ lý do vì sao, hung thủ lại ép buộc Ian lái chiếc Chevrolet của Nancy chở Ian về nhà ở Toronto. Sau đó, hắn ta sát hại Ian và cũng giấu xác của ông vào cốp xe. Kết tin rằng hung thủ rất nguy hiểm, hắn ta bị ám ảnh bởi sự hành hạ. Những kẻ phạm tội như vậy thường có xu hướng lăng mạ và bạo hành nạn nhân, gây ra đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần cho họ. Hung thủ có khả năng cao sẽ tái phạm. Các nạn nhân tiếp theo có thể sẽ phải chịu đựng chung số phận bi thảm như Ian và Nancy. Với sự hỗ trợ của chuyên gia phân tích tâm lý tội phạm, cảnh sát đã nắm bắt được đặc điểm của hung thủ. Chẳng bao lâu sau, họ đã có một phát hiện quan trọng. Trong một con mương cách căn nhà gỗ ở trang trại Caledon 100m, một túi rác đã được tìm thấy. Bên trong túi có một lon bia rỗng, giống với loại lon được tìm thấy trong căn nhà gỗ, cùng với một số mảnh báo bị xé vụn. Ngày trên báo là 4 tháng trước khi vụ án xảy ra. Ngoài ra, còn có một túi giấy gói phân và một vài tờ giấy viết tay, một số chữ bị gạch bỏ, nội dung liên quan đến vũ khí, xe tăng và tàu chiến, giống như một danh sách thiết bị quân sự nào đó. Trước khi Ian và Nancy bị sát hại, giới truyền thông địa phương đã đưa tin rầm rộ về một loạt vụ đột nhập nhà. Do thời tiết lạnh giá, nhiều người dân ở Caledon đã chuyển đến thành phố sinh sống, để lại rất nhiều ngôi nhà không có người ở. Một tên trộm danh mãnh đã lợi dụng lúc chủ nhà vắng nhà để lẻn vào trộm cắp tài sản. Hắn ta lấy đi đồ trang sức, nữ trang, thậm chí cả quần áo. Tuy nhiên, tên trộm này chưa bao giờ bị bắt, cũng không để lại bất kỳ dấu vết nào, khiến mọi chuyện trở nên bí ẩn. Người dân địa phương gọi tên trộm này là ẩn sĩ trong nhà. Tên trộm này có một đặc điểm là hắn ta thường để lại một số tạp chí khiêu dâm, túi giấy hoặc túi ni lông đựng phân trong những ngôi nhà mà hắn ta đã đột nhập. Ngoài ra, hắn ta còn để lại rất nhiều trang danh sách thiết bị quân sự viết tay. Những thứ mà cảnh sát tìm thấy trong con mương bên ngoài căn nhà gỗ ở trang trại giống hệt với những thứ mà tên trộm ẩn sĩ trong nhà để lại trong các ngôi nhà bị đột nhập, bao gồm cả chữ viết tay trên danh sách thiết bị quân sự. Vì vậy, cảnh sát tin rằng hung thủ giết hại Ian và Nancy chính là tên trộm ẩn sĩ trong nhà đang hoành hành ở thị trấn gần đây. Tuy nhiên, tên trộm này không phải lúc nào cũng hành động một cách hoàn hảo. Do giới truyền thông đưa tin rầm rộ, nhiều người dân có nhà ở Caledon lo lắng rằng nhà của họ sẽ bị đột nhập, nên thi thoảng họ lại quay trở lại Caledon để kiểm tra. Một lần nọ, khi ẩn sĩ trong nhà đang chuẩn bị đột nhập vào một ngôi nhà, thì bất ngờ chủ nhà trở về. Tên trộm phản ứng nhanh chóng, dùng vũ khí khống chế chủ nhà và yêu cầu chở hắn ta đến Toronto. Trên đường đi, tên trộm nói với chủ nhà rằng hắn ta đang bị truy nã vì tội lừa đảo. Hắn ta biết những người giàu có như chủ nhà chắc chắn sẽ không chỉ có nhà ở Caledon mà còn có nhà ở Toronto. Tên trộm yêu cầu chủ nhà đưa hắn ta đến nhà ở Toronto để lẩn trốn một thời gian. Chủ nhà không đồng ý với yêu cầu của tên trộm. Khi đến một ngã tư đông đúc ở trung tâm thành phố Toronto, anh ta bất ngờ dừng xe và yêu cầu tên trộm xuống xe. Tên trộm không còn cách nào khác là phải bỏ chạy. Mặc dù không biết tung tích của tên trộm sau khi hắn ta xuống xe, nhưng do hắn ta đã bị chủ nhà phát hiện đột ngột nên chưa kịp xóa dấu vết.
cảnh sát đã thu thập được dấu vân tay của tên trộm tại nhà của nạn nhân. Tuy nhiên, tên trộm này không có tiền án tiền sự nên không thể tìm thấy kết quả trùng khớp trong cơ sở dữ liệu. Vì nghi ngờ ẩn sĩ trong nhà có liên quan đến cái chết của Ian và Lancy, cảnh sát đã kiểm tra hồ sơ của hắn ta và phát hiện ra rằng mô tả của chủ nhà về đặc điểm của ẩn sĩ trong nhà rất giống với mô tả của chuyên gia phân tích tâm lý tội phạm kết về hung thủ. Điều này khiến nghi ngờ của cảnh sát đối với ẩn sĩ trong nhà tăng lên đáng kể. Nhiệm vụ hàng đầu của cảnh sát lúc này là tìm ra hắn ta. Họ cho rằng những danh sách thiết bị quân sự viết tay có thể giúp xác định danh tính của ẩn sĩ trong nhà. Vì vậy, họ đã công bố ảnh chụp những danh sách này cho công chúng, hy vọng sẽ có người cung cấp manh mối. Không lâu sau, cảnh sát đã nhận được tin báo từ một người cung cấp thông tin. Manh mối trên đã trở thành chìa khóa để phá án. Người cung cấp thông tin là một phụ nữ có tên Allison. Bà cho biết mình biết danh tính của ẩn sĩ trong nhà, tên hắn ta là David Slow. Nghi phạm David Slow, 37 tuổi. Khi David chào đời, bố mẹ của hắn ta đã rất mong mỏi có một đứa con gái. Họ rất thất vọng khi David là con trai. Khi David hơn 3 tuổi, gia đình của hắn ta chuyển đến Odenville để sinh sống. 2 năm sau, em gái của David chào đời, nhưng mẹ của hắn đã mắc phải chứng trầm cảm sau sinh. Bố mẹ của David dồn hết tình yêu thương cho con gái út. Năm David 13 tuổi, bố hắn ta qua đời vì bệnh nặng. Mẹ của hắn lại suy sụp tinh thần thêm một lần nữa. Kể từ đó, David bắt đầu cư xử ngỗ ngược trong nhà. Hắn thường xuyên xúc phạm, thậm chí đánh đập mẹ và em gái. David không thể giao tiếp bình thường với người khác. Hắn nghiện xem phim khiêu dâm. Sau này, hắn đã mở một cửa hàng đồ cổ ở địa phương, nhưng đã phá sản và đóng cửa vào năm xảy ra vụ án. Allison, người cung cấp thông tin, nói với cảnh sát rằng sau khi đọc báo, bà ấy đã chú ý đến một bài báo có tiêu đề "Cảnh sát truy tìm người yêu thích quân sự". Khi nhìn thấy những bức ảnh được công bố trên báo, Allison đã vô cùng bất ngờ khi nhận ra mình biết người đã viết những dòng chữ đó. Bà khẳng định đó chính là David. 4 năm trước, Allison và chồng chuyển từ Toronto đến Odenville. Sau đó, họ quen biết David. Allison cảm thấy David là một người kỳ lạ. Mặc dù hắn ta có đôi mắt xanh trong sáng và có chút rụt rè, nhưng Allison vẫn cảm thấy được điều gì đó kỳ lạ ở hắn ta. Người dân trong thị trấn hầu hết đều cho rằng David là một kẻ lập dị. Hắn dường như không biết cách hòa nhập với mọi người. Mặc dù sống ở thị trấn, nhưng hắn ta thường xuyên biến mất không có lý do. Có khi cả tuần liền không ai nhìn thấy, cũng không nói với ai là mình sẽ đi đâu. Mặc dù mọi người đều có ấn tượng không tốt về David, nhưng chồng của Allison, Darius, vẫn kết bạn với hắn. Hai người cùng nhau tìm được công việc sửa chữa nhà ga cũ của thị trấn. Sau đó, họ trở thành đối tác kinh doanh. Họ cùng nhau mua một tòa nhà bỏ hoang trong thị trấn và mở một cửa hàng đồ cổ. David là một người ít nói, nhưng Allison cho biết sau khi bà sinh đứa con đầu lòng, bà đã nhìn thấy một khía cạnh hoàn toàn khác của David. David rất yêu quý đứa trẻ, luôn tươi cười và chủ động giúp đỡ chăm sóc đứa bé. Allison nói rằng đó là lần đầu tiên bà cảm nhận được tình cảm và tình yêu thương từ David. Bà cảm thấy lúc đó David mới thực sự là một con người. Tuy nhiên, David vẫn thường xuyên biến mất không có lý do và không mấy quan tâm đến việc kinh doanh của cửa hàng đồ cổ. Một năm trước khi vụ án xảy ra, David lại biến mất một lần nữa. Việc kinh doanh của cửa hàng đồ cổ cũng rơi vào tình trạng khó khăn chưa từng có. Giống như trước đây, David không hề báo trước cho Allison và chồng biết lý do tại sao hắn rời đi và đi đâu. Cửa hàng đồ cổ đứng trước bờ vực phá sản. Tình hình tài chính của gia đình Allison cũng rơi vào khủng hoảng. Bà và chồng đã đến nhà kho của David để tìm một số thứ có giá trị để bù đắp thiệt hại. Nhưng không ngờ rằng, trong lúc lục lọi đồ đạc, họ đã vô tình phát hiện ra một bí mật. Trong một chiếc lọ ở nhà kho của David chứa đầy những hình ảnh khiêu dâm bị cắt ra từ tạp chí. Ngoài ra, họ còn tìm thấy một cuốn sách dày cộp về thiết bị quân sự. Cả hai đều cảm thấy rùng mình. Những thứ được tìm thấy trong nhà kho của David đã để lại ấn tượng rất sâu sắc trong tâm trí của Allison. Vì vậy, khi nhìn thấy tờ báo, bà ấy đã lập tức nhận ra manh mối mà Allison cung cấp là vô cùng quan trọng đối với cảnh sát. Họ ngay lập tức tiến hành điều tra David Slow. Kết quả cho thấy David đang bị cáo buộc vì tội lừa đảo và bị cảnh sát Odenville truy nã. Cảnh sát đã so sánh dấu vân tay của David với dấu vân tay được thu thập tại căn nhà gỗ bị đột nhập trước đó và xác nhận chúng là cùng một người. David chính là tên trộm ẩn sĩ trong nhà đang hoành hành trong thị trấn. Do David có thể liên quan đến vụ giết hại Ian và Lancy, cảnh sát đã đến nhà riêng của hắn ở Odenville để khám xét. Lần này, họ đã tìm thấy một bằng chứng quan trọng kết nối David với vụ án mạng của Ian và Lancy. Tại nhà riêng của David, cảnh sát đã tìm thấy rất nhiều vật dụng có nội dung khiêu dâm.
Quan trọng hơn, họ còn tìm thấy một chiếc cặp giá màu đen. Bên trong chiếc cặp là hàng chục bức ảnh chụp kho thóc hình bát giác. Hiện nay ở Ontario không còn có nhiều kho thóc hình bát giác được bảo tồn nguyên vẹn, và kho thóc ở Caledon còn mang đậm phong cách địa phương độc đáo. Điều này khiến cảnh sát gần như chắc chắn rằng công trình trong ảnh chính là kho thóc hình bát giác gần trang trại của Ian. Allison cho biết David đã từng cho bà và chồng xem những bức ảnh chụp kho thóc hình bát giác đó. David dường như rất thích nơi này. Hắn biết rằng gần kho thóc có một trang trại. Cảnh sát cho rằng David đã nhiều lần đến kho thóc hình bát giác và rất quen thuộc với môi trường xung quanh. Trong thời gian đó, hắn ta đã nắm được tình hình của gia đình Ian và nảy sinh ý đồ xấu xa với Lancy. Cảnh sát đã triển khai một cuộc truy lùng quy mô lớn trên khắp Ontario. Toàn bộ lực lượng cảnh sát đã giáo diết truy tìm David hơn một tháng trời, nhưng vẫn không tìm thấy tung tích của hắn. Ngay khi cuộc truy lùng rơi vào bế tắc, vụ án đã có bước ngoặt. Một ngày nọ, cảnh sát Ontario tình cờ xem được một bản tin trên TV. Cảnh sát ở North Vancouver, British Columbia, miền Tây Canada đang truy tìm một nghi phạm. Theo đó, một cảnh sát đang tuần tra ở khu vực núi Seymour đã phát hiện ra có tiếng động lạ ở trong rừng. Anh ta đã tiến đến kiểm tra và phát hiện một người đàn ông đang trói hai người phụ nữ vào cây. Khi thấy cảnh sát, người đàn ông lập tức bỏ chạy. Hai người phụ nữ được giải cứu cho biết họ đã bị đưa đến đây từ nơi làm việc, sau đó bị người đàn ông đánh đập nhiều lần. Tên này đã ép buộc một trong hai người lái xe chở hắn lên núi, sau đó trói họ vào cây. Nếu không gặp được cảnh sát, có lẽ họ đã mất mạng. Cảnh sát North Vancouver đang nỗ lực truy tìm tung tích của nghi phạm. Họ đã tìm thấy một số đồ đạc của hắn ta ở trong xe nạn nhân, và những thứ này đã trở thành manh mối quan trọng để tìm ra hắn. Qua bản tin, cảnh sát Ontario phát hiện ra rằng những thứ mà tên nghi phạm bỏ lại giống hệt với những thứ mà ẩn sĩ trong nhà David đã đánh cắp. Cách thức trói hai nạn nhân cũng giống với cách mà Nancy bị trói. Họ tin rằng người đàn ông mà cảnh sát North Vancouver đang truy tìm chính là ẩn sĩ trong nhà David. Từ Ontario đến British Columbia là một quãng đường dài. Cảnh sát đã đến các tuyến đường giao thông chính để kiểm tra dữ liệu ghi hình từ khi vụ án xảy ra. Cuối cùng, một nhân viên bán vé tại nhà ga xe lửa ở Toronto đã nhận ra David trong ảnh. Anh ta nói với cảnh sát rằng anh ta có ấn tượng rất sâu sắc về David vì lúc đó David trông rất vội vàng và muốn mua vé càng sớm càng tốt. Thái độ của David rất khó chịu và thô lỗ. Khi mua vé, David không sử dụng tên thật của mình David Slow mà sử dụng tên giả David Wilson. Với lời khai của nhân viên bán vé, cảnh sát Ontario gần như chắc chắn rằng David đã trốn đến British Columbia và người đàn ông mà cảnh sát North Vancouver đang tìm kiếm chính là David. Đúng như những gì chuyên gia phân tích tâm lý tội phạm Kate đã mô tả, David không hề dừng bước trên con đường phạm tội và cảnh sát thực sự đang chạy đua với thời gian. Cần phải nhanh chóng bắt giữ hắn ta để ngăn chặn hắn gây án tiếp. Vào ngày 12 tháng 7, 3 tháng sau vụ án mạng, vào lúc 4 giờ sáng, cảnh sát North Vancouver nhận được một cuộc gọi khẩn cấp từ một nhà hàng địa phương. Một người đàn ông đã tấn công một nữ nhân viên 53 tuổi tại nhà hàng vào thời điểm nhà hàng sắp đóng cửa và dùng dây siết cổ nạn nhân. Nhân viên bảo vệ của nhà hàng đã phát hiện và kịp thời ngăn chặn. May mắn là nữ nhân viên không bị thương nặng. Nhận được tin báo, cảnh sát đã có mặt tại hiện trường và phát hiện một người đàn ông đang có biểu hiện hoảng loạn, tìm cách lẩn trốn. Khi đến gần, cảnh sát vô cùng bất ngờ khi nhận ra người đàn ông này chính là ẩn sĩ trong nhà David mà họ đang truy tìm. Ngay lập tức, David đã bị bắt giữ. Điều đáng chú ý là chuyên gia phân tích tâm lý tội phạm Kate đã mô tả 25 đặc điểm của hung thủ, trong đó có 23 đặc điểm trùng khớp với David, đặc biệt là độ tuổi và động cơ gây án. Những phán đoán của bà ấy là cực kỳ chính xác. Trong các vụ án mà David gây ra ở North Vancouver, các nạn nhân đều bị đối xử tàn bạo. Có thể thấy David có những ham muốn tình dục bệnh hoạn. 5 năm sau vụ án mạng, phiên tòa xét xử David Slow về cái chết của Ian và Lancy được diễn ra tại tòa án Toronto. Sau khi xem xét, tòa án đã tuyên bố bị cáo David Slow phạm tội giết người và tuyên án chung thân không ân xá. Ngoài ra, David còn bị kết tội 22 tội danh khác, bao gồm cướp tài sản, bắt cóc, giam giữ người trái phép, hấp dẫn v.v. Năm 2008, 11 năm sau khi bị kết án, David đã tấn công một tù nhân khác trong tù và đe dọa giết người này. Hắn ta lại một lần nữa bị kết tội. Một năm sau, cơ quan cải huấn Canada nhận định David là mối nguy hiểm cực kỳ nghiêm trọng đối với xã hội nếu được trả tự do. Trước khi xem xét chuyển hắn ta đến một cơ sở giam giữ có mức độ an ninh thấp hơn, David phải chứng minh được sự cải tạo tốt. Sau vụ án mạng của Ian và Lancy, David đã có thêm một biệt danh mới là kẻ giết người hàng loạt.
Đến nay, David đã 68 tuổi. Hắn ta sẽ tiếp tục phải trả giá cho tội ác của mình sau song sát cho đến cuối đời. Video ngày hôm nay kết thúc tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào!